Em, anh thích em. Anh có cái gì mà anh đòi thích tôi cơ chứ? Anh đẹp trai. Hả? Tôi không mê trai đẹp. Nhà anh giàu, bố mẹ anh đầy tiền. Tôi cũng đâu có cần tiền. À, còn cái quan trọng nữa, anh quên chưa nói với em. Anh 21cm. Thực ra thì em cũng thích anh từ lâu rồi.